Vâng, thưa với các bác thì hôm nay em xin làm một cái video này. Em sẽ quay cũng như là chia sẻ với các bác toàn tập về cái việc mà trồng cũng như là chăm sóc cũng như là kích hoa cho một cái chậu lan kiếm hoặc một cái cây lan kiếm trong một cái video này. Thế thì xin mời các bác theo dõi. Các cụ đã bảo rồi, đã mang cái nghiệp vào thân, đừng nên trách lẫn trời gần trời xa. Thiện tâm ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tả. Người ta thì đi làm về thì nghỉ ngơi, tắm giặt nghỉ ngơi, xem tivi. Còn mình thì đi làm về thì lăn ra vườn để đi tưới cây, rồi làm đủ mọi thứ. Bão thì chạy, nhiều lúc rảnh rỗi thì bê cây ra để lau lá vuốt ve. Thôi thì nó là cái thú các bạn, nó là cái thú chơi của mỗi người. Mà đã mang cái nghiệp vào thân rồi thì chúng ta cũng phải học tập, trao dồi kiến thức để nâng cao cái kỹ năng của mình, để làm sao đó mà chăm sóc được những các cái chậu lan đẹp nhất. Vâng, thì hôm nay bây giờ em xin bắt đầu giới thiệu với các bác này. Hôm nay em sẽ giới thiệu với các bác là em sẽ nhổ cái cây phong dĩnh này, cái cây cánh bầu phong dĩnh này. Vì hôm nay chào bán rồi thì chắc chắn là sẽ có bác có nhu cầu sưu tầm, thì em sẽ tiến hành trồng ra cái chậu này để mai ngày kia nếu mà các bác có nhu mua thì em sẽ chuyển cái chậu này cho các bác cho nó gọn. Thì vật liệu của em thì các bác cũng biết rồi đấy, vật liệu thì chỉ là xốp ở dưới này, rồi xỉ than, rồi vỏ thông, thì em có chuẩn bị thêm ra đây. Và một lúc nữa sau khi mà ấy sau trồng xong thì em sẽ cho nó một ít cái giá thể liva vào gốc. Đấy. Thế thì bây giờ em sẽ đi em trồng nha. Em sẽ cắt, sẽ nhổ cái cây này lên để trồng. Cái cây này thì em tách cách đây một tuần trước rồi. Em vừa làm vừa nói vừa quay thì em phải dừng video. Vâng, đây là cây lan mà em vừa với nhấc ra. Thì em tách ra trước, hôm trước một tuần thì nó cũng cái đầu rễ nó cũng đã trắng này đây các bạn. Đấy. Cây này thì có hai cái mầm hai bên. Đây mầm to đùng như là đấy. Và bên này nữa. Bên này thì nó đang che đi bởi cái lá kia. Thế thì đây là một cái cây lan nha, một cây lan tơ như thế này. Thì ví dụ như khi mà lúc đầu các bác mới mua về mà không may mà cái cây này nó bị héo thì các bác pha vào cái nước ấy, là nếu như mà cái siêu hữu cơ kìa, cái siêu hữu cơ cái lọ này đấy, thì các bác cứ pha vào đấy cho em là 2cc hoặc 1cc rưỡi trên 1 lít nước. Các bác ngâm ngập cái cây này, các bác cứ ngâm ngập xong bắt đầu là khoảng 15 phút thì các bác lại treo nó lên cho nó khô. Khi nào nó khô rồi các bác lại ngâm nhá, đấy là không may mà nó héo nó tóp đi đấy. Còn lại là nếu mà nó vẫn cứ tươi tỉnh được bình thường như thế này ấy, thì các bác pha cái kích rễ này. Đây là cái kích rễ bằng hormone, hoặc các bác không có cái này, các bác có cái kích rễ của Ngọc Linh đây cũng vậy. Cái kích rễ Ngọc Linh này thì các bác pha 1cc trên 1 lít nước cơ. Các bác ngâm ngập cái cây này đấy. Hoặc là ngâm cái củ này khoảng 15-20 phút, như vậy là được rồi. Thế thì các bác đưa ra ngoài, các bác treo ngược nó lên để cho nó khô đi là các bác trồng được nhé. Đấy, các bác trồng được. Đấy, sau đó thì cái nước mà còn thừa đấy thì các bác đổ vào cái chai hoặc là vào cái xô nào đấy, là sau này thì cứ cách 2 ngày các bác lại tưới cho nó một lần là ok. Còn bây giờ em sẽ đi em tiến hành em trồng cái cây này. Em trồng cái cây này thì bây giờ đây là cái chậu,
nó có ba cái đai này. Nhưng nếu mà bây giờ em không buộc, em không có cái cọc này, thì em buộc cái lá nó vào đây thì khi mà nó đung đưa thì nó vẫn động đến gốc. Do vậy mà em phải cho cái cọc này, cho cái cọc sắt này để em buộc cái cây vào cái cọc sắt này cho nó khỏi bị đung đưa cái cây sau này. Và giá thể của em đây, thì bây giờ là em cho vỏ thông vào thôi, em không cho cái gì ở dưới đâu các bác nhé. Đấy, em hướng dẫn các bác là trồng theo đúng cái cách của em, cho vỏ thông này lẫn với những các cái hòn xỉ này. Đấy, lẫn chúng ta cho xỉ vào như này là vừa tiết kiệm vỏ thông, cái xỉ than tổ ong này rửa sạch rồi thì vừa tiết kiệm được cái vỏ thông, mà chúng ta lại sau này khi mà chúng ta tưới những các cái đạm cá ấy, hoặc là chúng ta tưới những các cái phân hữu cơ ấy, thì nó hút ở trong cái xỉ này và nó nuôi cây rất là tốt, mặc dù nó rất là thoáng. Đấy, được chưa? Đấy là bây giờ là em đi em trồng nha. Thôi có em có một tay thôi thì bây giờ là để em đi em bốc, em bỏ cho nó một cái ít cái giá thể lip va vào đây. Đây các bác nha, cái giá thể lip va thì chúng ta không cần nhiều đâu, chúng ta chỉ cần một ít thôi. Đấy, một ít thôi. Đấy, chúng ta chỉ để vào cái chỗ gốc này, vì cái kia là nó có rễ rồi. Bây giờ là ra là nó sẽ sống cái rễ đấy, nó sẽ ăn vào cái giá thể này và nó bò ra bên ngoài. Đấy, và nó không bị gãy cái rễ các bạn. Đấy. Đó, bây giờ em đi em trồng em buộc nha, xong em quay em chia sẻ với các bác sau. Vâng, thưa với các bác đấy, thì chỉ trong có 5 phút thôi. 5 phút là em đã buộc cũng như là trồng xong cái cây này vào trong chậu. Và các bác nhìn thấy cái chậu của em này, em trồng nó rất là đơn giản, nó thông thoáng, thoát nước. Và chỉ có một ít cái giá thể lip va này ở gốc đây thì nha. Đấy, rất là ít thôi đấy, chứ không nhiều đâu. Thế thì vì nó để cho nó nuôi cái rễ vừa xong đấy, và để nó kích thích nó ra rễ khác ở đây. Đấy. Thế thì bây giờ là chúng ta treo nó lên thôi, hoặc là chúng ta tưới sơ sơ qua cho nó một tí, rồi các bác để ở cái chỗ gió cho nó khô cây đi và chúng ta treo nó lên thôi. Và bây giờ là cái việc mà chăm sóc ấy, tức là lúc nãy thì chúng ta đã xử lý cho cây lan nó tươi lại này, chúng ta đã vệ sinh cái bộ gốc này rồi này. Mà vệ sinh cái bộ gốc này là các bác phải lưu ý là không khéo là gãy hết măng mầm nha. Cái mầm ấy, cái mầm nó vừa mới chòi ra đấy mà nó gãy là thôi đấy. Thế thì sau khi mà xử lý xong rồi thì ta trồng lên, ta treo lên. Và bây giờ thì cái nước mà các bác ngâm phục hồi nó đấy thì các bác đổ vào, và bây giờ cứ 2 ngày các bác cứ tưới cho em một lần, cứ 2 ngày các bác tưới cho em một lần, vì cái nước đấy nó loãng mà. Còn nếu như ấy mà nó không có cái nước đó thì các bác cứ pha cho em cái, đây là cái siêu kích rễ bằng hormone của công ty Việt Minh Châu. Đấy, đây là em để trên trần mưa nó với nước nó phai cái màu đó. Thế thì các bác cứ pha cho em 3cc trên 1 lít nước. 4 ngày các bác tưới cho nó một lần. Đấy, 4 ngày các bác tưới cho cái cây này một lần. Và các bác giữ ẩm thôi. Chứ, xong là ta treo vào các cái chỗ mát để giữ ẩm. Chỗ thoáng nhưng mà ít gió thôi. Vì cái cây nó mới trồng lên như thế này thì chúng ta tránh là để cái chỗ nắng này, hoặc là cái chỗ nó gió quá là nó mất nước, nó khô cây đi thì nó lại bị kiệt cây. Và hàng ngày thì chúng ta phun sương, nó có rễ rồi thì các bác phun cho nó ở đây. Đấy. Và trồng cái kiểu này thì nó thoát luôn nhưng mà các bác. Đấy, nó không lo nó úng. Và chúng ta phun sương lên cây và vào gốc cho nó một lần, thậm chí là 2 lần. Đấy, lưu ý là không nên giữ nước đọng ở trong ngọn nha các bác nhé.
Nếu mà một số các cái mùa hoặc một số các cái cây yếu thế này mà nếu mà các bác mà để đọng nước ở ngọn của nó mà qua đêm là rất dễ bị thối. Đây. Và 4 ngày thì các bác phun cho nó cái kích rễ như em nói một lần. Còn xen kẽ ở giữa cái 4 ngày ấy thì các bác không có cái nước mà ngâm phục hồi cây đấy thì các bác dùng cái siêu hữu cơ này, các bác pha loãng thôi, 2cc trên 1 lít nước. Các bác tưới cho nó, tưới ướt đẫm thân lá và gốc. Chúng ta cứ duy trì như vậy, chúng ta duy trì như vậy và để khi mà sau khoảng nửa tháng cho đến 20 ngày rễ nó mò ra được rồi. Nó bò rễ ra rồi và nó đâm rễ ra rồi thì lúc đấy ta đưa hẳn ra cái chỗ nắng hơn ở trong giàn để chúng ta chăm sóc bình thường như những cây khác. Thế thì nó có nắng mà, nó có nắng và đưa ra cái chỗ nó thoáng thì nó sẽ khô rất là nhanh và nó kích thích cái bộ rễ kia mọc rất là khỏe. Đấy, mọc rất là khỏe. Và chúng ta cứ duy trì chăm sóc bình thường đến khi mà khoảng 3 tháng sau thì cái cây này nó sẽ có một cái bộ rễ rất là mạnh. Và cái thời gian đầu này thì các bác cũng đừng hy vọng nha, đừng hy vọng là cây nó phát triển mạnh, vì nó đã có gì đâu, rễ nó chưa ra. Nó phải là 1, 2, 3 tháng thì nó mới có được cái bộ rễ này phát triển mạnh. Thì lúc đấy nó mới phát triển nha. Và khi mà cái rễ này nó ra khoảng 20 ngày, cái bộ rễ này nó đã ra nhiều rồi, thì lúc đấy thì các bác sử dụng cái phân này. Cái phân này là phân dê, nhưng mà phân dê VIP, phân dê va, hoặc là chùn quế va đấy ạ, của công ty Ngọc Linh đấy. Các bác rắc vào như cho em, như em thế này. Thế thì nó sẽ kích thích cái bộ rễ kìa, nó bò ra rất là nhanh và nó khỏe cây, nó ăn được và nó khỏe cây. Đấy, như cái này là chúng ta rắc nó vào, chúng ta rắc nó vào và thêm vài cái hạt phân tan chậm nữa càng tốt, của Nhật Bản đấy càng tốt. Đấy là chúng ta cứ duy trì, chúng ta chăm sóc thôi. Còn cái mầm này ấy, cái mầm này khi mà nó có bộ rễ nó ra rồi, nó lớn rồi, cái cây này nó có một cái bộ rễ rồi thì lúc đó cái mầm này nó mới phát triển các bác ạ. Thế thì khi mà nó phát triển thì lúc đấy là các bác sẽ sử dụng cái AB VIP này cho em. AB VIP này là các bác nhỏ vào cái măng mầm này. Đấy, các bác nhỏ vào đây 2-3 giọt. Nhưng mà trước khi nhỏ thì các bác phải tưới nước nó trước nha. Thôi mà nếu không thì các bác cứ pha nước cho em 50-50. Pha dùng cái lọ này pha với rút, dùng xi lanh nhé, rút ra pha với nước 50-50 và tưới nhỏ sau khi tưới, 15-20 phút cho nó an toàn. Đấy, vì nếu như mà các bác không tưới ấy, hoặc là các bác không pha nước ấy, thì các bác biết rồi, tất cả những các cái thuốc này này, tất cả những các cái thuốc chất kích thích này nha, từ là ki duy xanh, ki duy đỏ rồi đến các cái thuốc khác, nó đều hòa tan trên cái môi trường axit. Do vậy mà người ta pha cái chất kích thích đó trong cái môi trường axit. Nếu các bác nhỏ trực tiếp nó vào là nó sẽ bị cháy cái mầm kia. Đấy. Và đặc biệt nữa là nếu mà trời nắng mà các bác nhỏ vào thì nó lại càng cháy mạnh nha. Vậy nên là các bác cứ pha nước 50-50 cho em cho nó an toàn. Còn nếu không thì các bác tưới đẫm xong rồi các bác đi nhỏ thì nó cũng loãng ra. Thì dưới sự hỗ trợ của cái AB VIP này cộng với cái cây này mà nó đã có rễ rồi, mà cái mùa lớn kia thì cái măng mầm này nó lớn, các bác nhìn thấy luôn, các bác nhìn thấy nó lớn ngay, nay khác mai khác luôn và rất là nhanh. Và phân dê rồi là các bác thường xuyên sử dụng cây siêu hữu cơ này cho em. Đấy, siêu hữu cơ này cứ cây mà khỏe rồi thì 5cc trên 1 lít nước, còn cây yếu thì chỉ 2cc trên 1 lít nước thôi. Các bác đừng vội. Còn đây là cái siêu kích rễ của Ngọc Linh cũng vậy, rất là tuyệt vời. Và đây là cái phân mà siêu tăng trưởng của Ngọc Linh. Siêu tăng trưởng. Đấy thì những các cái cây mà khỏe thì các bác cứ phun theo đúng hướng dẫn này. Còn những cái cây yếu thì tốt nhất là các bác cứ phun bằng một nửa cái hướng dẫn đó.
Đấy, đấy là cái quá trình chăm sóc nha. Và nếu như các bác trồng như cái cách của em đây, cộng với vườn mà thông thoáng, thì hàng tháng các bác chỉ cần tưới cho nó một cái lượt nước vôi trong thì cây chả bao giờ bị nấm bệnh. Đấy, còn nếu mà an toàn nữa ấy, an toàn nữa thì các bác nên dự trữ ở trong nhà cho em một cái lọ là Ngọc Linh đặc trị thối nhũn này nha, trong 12 giờ. Nếu mà các bác thấy cây nó có biểu hiện khác thường một cái là các bác dùng xi lanh rút thuốc trực tiếp nhỏ vào các cái chỗ đó và pha 5-7 cc trên 1 lít nước, các bác phun khắp cái giỏ này, thậm chí là hàng 23 tháng hoặc là một thời gian định kỳ nào đó thì các bác phun cho toàn cái vườn của các bác. Và bên cạnh đó thì dùng nước tưới thêm nước vôi trong để nó diệt khuẩn cũng như là diệt các cái nấm, rất là tuyệt vời. Đấy, vậy là các bác chăm sóc thôi, chăm sóc thì cây nó khỏe, măng mầm nó lên mạnh. Và cái cây này như cái cây này đấy, và như cái cây này, thế thì khi mà nó đã sinh trưởng được 1 năm rồi, nó phải có tuổi các bác nha, đến cái lúc mà kích hoa ấy thì cái cây này nó phải đủ tuổi, nó phải được 1 năm tuổi rồi thì nó mới ra được hoa. Mà lúc nó cần, các bác cần nó ra hoa ấy, thì thứ nhất là chúng ta nên cắt nước nó đi, vì thường thường là cây mới có một mẹ một con thế này thì chúng ta cứ mãi chăm cái con này, mà chúng ta chăm cái con này thì cây mẹ này nó sẽ không ra hoa được. Đấy, vậy nên là nếu như mà chúng ta mà muốn nó ra hoa ấy, thì tốt nhất là chúng ta cứ tách nó ra, bê nó ra bên ngoài một cái là chúng ta xử lý cái là nó ra hoa ngay. Còn nếu mà để ở trong cái chậu như thế này ấy, thì những các cái cây này nó phải thành một cái bụi rồi, mà nó có 3-4-5 cái cây mà nó đã có đủ 1 năm tuổi rồi thì nó mới ra được hoa các bác nha. Thế thì các bác có thể sử dụng cái thuốc kích hoa của công ty, thì em có bán. Còn lại là nếu bác nào có nhu cầu mà mua phân thuốc ấy, thì em có thể là tặng cho các bác cái thuốc kích hoa mà do em tự chế. Đấy, em tự chế nha, thuốc kích hoa của em tự chế nhưng mà phun nó thơm lức và hiệu quả, có khi thì còn tuyệt vời hơn, rất là tuyệt vời. Cái đó chỉ tặng cho các bác thôi, những người yêu mến và đã theo dõi cái kênh Hoa Lan Ninh Bình của em. Đấy, toàn tập thì chỉ có vậy thôi. Xin thưa với các bác là mình cứ duy trì chăm sóc, tưới nước, bón phân 3 ngày hoặc là 1 tuần hoặc là 5 ngày một lần thì tùy mình. Được, cái cây kiếm này nó rất dễ trồng và rất dễ sống. Đấy, 2 ngày tưới nước cũng được, 3-4 ngày các bác tưới nước thì nó cũng chẳng chết, nó chỉ khô đi và tưới nó lại. Nhưng còn lại là nếu như mà các bác trồng ấy mà các bác cứ đổ bít vào, đổ nhiều những các cái giá thể vào, thì nhất là cái giá thể mà nó giữ nước ấy, thì nó sẽ thối hết cái rễ này, thối hết cái bộ rễ này và nó thối lên cái cổ này, rồi nó thối ngọn, rồi là nó rất là nguy hiểm. Đây, cái chậu này em mới tách đây, đây là cái chậu Đại An kiếm em mới tách ra chia sẻ cho các bác hôm trước đây. Mà đây, các bác xem rễ nó ra đầy luôn gốc này, chắc là được khoảng không biết đồng tháng chưa. Các bác xem ở trên video là em tách ngày nào, em bán ngày nào là em quay ngày đấy. Đấy. Thôi vậy, cái cây bầu phong dĩnh này hôm nay em trồng ra đây. Và nếu mà bác nào có nhu cầu sưu tầm thì em chia sẻ cho các bác. 2 cây tơ tít nhé, lá to 4 sen, 2 mầm 2 bên. Đấy. Vâng, thôi cái video này nó hơi dài nhưng mà chia sẻ thì cho các bác cùng theo dõi. À, còn cái kích hoa ấy, cái kích hoa nha. Cái kích hoa thì ví dụ như bây giờ là chúng ta có một cái chậu lan như thế này thì bây giờ là ba cái cây này, ví dụ ba cái cây này nó là ba cây trưởng thành rồi.
Bây giờ chúng ta muốn kích hoa thì các bác cắt nước nó đi, cắt nước nó đi cho em, mà không thì các bác phun nha, các bác phun các cái thuốc ấy, thuốc của công ty này hoặc là cái thuốc mà em cho các bác đấy, các bác phun cho nó 3 lần, mỗi một lần cách nhau 3 ngày đấy. Các bác phun tối hôm nay thì sáng mai các bác nên phun sương nhẹ để rửa cái lá nó đi một chút, và các bác treo ở cái dàn ở trong máy tre này, dàn ở trong máy tre nắng nha. Nhưng mà cái nơi nào mà nó có nhiều nắng ấy, sau khi mà các bác phun 3 lần rồi thì các bác cắt nước đi cho em khoảng 1 tuần. Như em như này em chỉ cần cắt nước có 3-4 ngày, sau đó là em chăm sóc lại bình thường thì đúng 1 tháng sau là sẽ có hoa cho các bác ngắm đấy. Còn là những các cái cây, ví dụ như bây giờ nó có cái cụm như thế này, giờ các bác tách, các bác bán 2 cái thân tơ này rồi, còn cái thân mẹ này cũng vậy, các bác cũng sử dụng cái thuốc của em, các bác xịt cho nó một cái, xịt cái các cái thân mà tách ra vậy chỉ có 2 lần thì chứ cũng chả cần phải phun 3 lần, mà cũng không cần phải cắt nước, nó cũng lên luôn. Còn là chúng ta cắt nước đi thì nó đảm bảo 100% là chúng ta sẽ có hoa ngắm thôi. Và khi mà nụ hoa nó tròi ra rồi thì lúc đó là các bác đừng có tưới phân nữa nha, mà chỉ có tưới nước thôi. Nếu mà các bác tưới phân nó vào cái nụ hoa đấy một cái là nó đùi mất, lại mất công. Đó là toàn bộ những các cái kinh nghiệm của em chia sẻ cũng như là giới thiệu đến với các bác. Thì trong cái video ấy thì vừa làm này, vừa nghĩ này, vừa nói, thì nó sẽ có một số những cái mà nó các bác nghe nó cũng sẽ có khi không được lọt tai lắm. Thì nếu như mà bác nào cần tư vấn thêm cái gì thì các bác cứ gọi cho em vào buổi tối. Ban ngày thì em đi làm rồi, buổi tối hoặc ngày thứ bảy chủ nhật thì em ở nhà. Các bác cứ kết bạn Zalo với em, Zalo hoặc Facebook, gọi cho em nó không mất tiền. Và em sẽ, nếu mà lúc nào bận em không nghe được thì lúc rỗi em sẽ gọi lại cho các bác. Chúng ta cùng trò chuyện tâm sự, cùng trao đổi, hỗ trợ giúp đỡ nhau để làm sao đấy mà chăm sóc được những các cái, bản thân chúng ta phải chăm sóc được những các cái chậu lan, những cái cây lan đẹp nhất để chơi. Đấy, thế thì chúng ta mang lại cái niềm vui, cái hạnh phúc cho mình và cống hiến cho cộng đồng xã hội những các cái chậu hoa hoặc những các cái bông hoa đẹp nhất. Thôi vậy em xin chào các bác nha. Xin hẹn gặp lại các bác trong các cái video khác. Xin trân trọng cảm ơn các bác đã theo dõi video.